xin chào tất cả các bạn. Các bạn biết mấy anh em mình đang làm gì không? Đang làm gì nói cho mọi người nghe coi nhỉ? Mấy anh em mình đang thắt dây đó, hồi làm người cuối cùng nhảy dây nha các bạn. Bình thường mấy anh em mình làm nước rách 24 giờ với 72 giờ, đâu có quay lại những trò chơi như vậy đâu. Nay mấy anh em mình sẽ làm thử thách người cuối cùng nhảy dây cho các bạn xem nè. Nè vậy nè, nói gì vô? Ủa hết họng mày. Mày thử nhả, cục dây ngắn gì sao quay? Dữ ba. Đấy xin lỗi. Thắt xong chưa ai? Rồi. Ây da, sao mày bắn tao mày? Trời, dám má mấy chung thung mày. Coi nè, bắn có đau gì đâu. Mày bắn vậy sao được, để tao bắn cho mày coi nè. À! Này không đau hả mày? Nói vô coi. Nói động ra mày. Cầm dây kéo ra. Đây các bạn, đây là sợi dây mấy anh em mình đã thắt nãy giờ. Bây giờ mấy anh em mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là người cuối cùng nhảy dây sẽ thắng 500 ngàn. Yeah. À, về nhì sẽ lấy được 200. Yeah. Về ba sẽ được 100 ngàn nha. Yeah. Ở đây có nào không biết nhảy dây không? Em biết. Em này dễ em Phú ơi. Em đoán chắc em được dễ nhất rồi. Ghê ta. Ai biết nhảy không? Yeah. Gái tất nhiên sẽ biết nhảy nha các bạn. Anh có biết nhảy đâu em luôn. Bây giờ vậy phải cử ra hai người quay trước, đó chính là Đặng Cấp và Ái. Tiếp tự nha, làm nháp nha. Vô. Quá hay. Quá tốt. Rồi, mời Ái nhận áo ra ngoài. Thật kìa, chuẩn bị. Quất đều tay nha. Ồ, tốt. Rồi. Cái gì vậy? Rồi, tết vậy cũng được rồi, biết nhảy. Ra ngoài. Tiếp theo đó chính là Thành Nhái. Vô Thành Nhái. Quá hay. Quá hay. Đi ra ngoài. Tiếp theo tới Hòa Thượng nha các bạn. Vô. Vô. Hay quá. 2 đồng. 3 đồng. 4 đồng. Rồi ra ngoài đi anh ơi. Thành lát cho mày vô. Thấy chưa. Rồi đi ra em. Người ta ra bên này mà anh đi ra bên này này. Rồi lỡ cái được ra rồi. Bây giờ bắt cặp nhảy với nhau. Nhảy đi, nhảy chưa? Xong chưa? Rồi. Em với anh nhảy em thôi. Thôi, anh với Cưng là quay rồi. Giờ Đẳng Cấp quay nha. Đẳng Cấp không có nhảy. Bây giờ mình sẽ chơi ở vòng loại. Có nghĩa là hai cặp nhảy với nhau sẽ loại một người, lấy một người thắng đấu với người thắng khác của cặp tiếp theo, được không? Được. Các cặp của chúng ta sẵn sàng chưa? Được. Cặp đầu tiên đó chính là Nhã và Ái. Vô Nhã. Cô là Nhã ơi. Rồi. Ai sẽ bị loại đây? Ai sẽ bị loại đây các bạn? Không cần đếm. Người nào nhảy hay và nhảy lâu nhất người đó thắng thôi. Quay đều tay nha. Hai đứa quay đều tay. Quay đều tay. Đứa nào mỏi trước thì đó thua thôi. Chèo mỏi tay lắm rồi đó. Quay đi, tiếp tục cứ quay bình thường. Nhảy vô mất mày. Rồi. Như vậy là ai của chúng ta đã bị loại rồi các bạn. Nhận áo đã thắng trong trận đầu tiên. Và cặp tiếp theo đó chính là Thành Lát và Thằng Ghẻ. Mời Thành Lát và Thằng Ghẻ vô. Hay lắm. Hay quá. Sao là cùng vô. Vô nãy giờ rồi. Rồi xong. Hay quá. Tại này sớm dậy quá. Ai da. Thật bị loại nha các bạn. Vâng, và người thắng trong vòng thi đấu thứ hai đó chính là Thành Lát. Xin chúc mừng em. Em là dễ. Cặp thi đấu tiếp theo đó chính là Thành Lát và Hòa Thượng. Mời Thành Lát và Hòa Thượng vào. Hay quá. Ai sẽ bị loại đây? Ba đứa ngoài kia, bốn đứa ngoài kia nào hết không nói. Cố lên. Cố lên. Cố lên.
quân rồi, đánh xuất quân ơi. Trò chơi này cũng mang rất là nhiều lợi ích cho mấy em nha các bạn. Và đặc biệt trong mùa dịch này, rèn luyện sức khỏe rất là tốt luôn nha các bạn. Vâng. Người bị loại tiếp theo đó chính là Thành Nhái. Và Hòa Thương là người thắng trong vòng thi đấu thứ 3. Xin thắng. Chúc mừng. Anh Diên qua đi. Và bây giờ là 3 người vô cùng một lúc. 3 người vô cùng một lúc. Nhã ơi, đừng thả bom nha ơi. Và đặc biệt trong mùa dịch này, rèn luyện sức khỏe rất là tốt luôn nha các bạn. Ba. Hay lắm, hay lắm. Cùng theo dõi kỹ nha các bạn. Ai sẽ là người bị lỗi trong lần nhảy này? Hay quá. À. Anh lỗi cái sao Thành? Rồi. Quá. Lỗi coi. Ai sức chịu đựng giỏi nhất đây trong ba người? Hòa Thương Thành lát lùi về sau xíu. Ép nhà ngáo quá. Hay quá nhà ơi, xoay đầu luôn. Wow, người bị loại tiếp theo đó chính là Thành Lắc. Dạ. Thành Lắc bị loại tiếp theo. Trời ơi, tôi thắng chứ. Gì á anh hai, còn Hòa Thương nữa chi. Bây giờ là Hòa Thương và nhà ngáo sẽ nhảy. Công nhận nhảy nào mệt lắm luôn các bạn. Trời ơi, đã chân đi ghê luôn á. Ôi. Nhà ngáo và Hòa Thương chuẩn bị. 1 2 3 Hòa nhã cố lên. Vâng, Hòa Thương thua rồi các bạn. Hòa Thương bắt nhã ghê, em sẽ lên đây. Cưng bị lỗi hết một nhịp. Hòa Thương bị lỗi hết một nhịp rồi các bạn. Yeah. Chúc mừng nhã ngáo. Sao thấy trò chơi này vui không? Vui. Trò này rèn luyện sức khỏe khá là tốt nha các bạn. Đặc biệt là mùa dịch này chúng ta nên vận động nhiều để có sức đề kháng cũng như sức khỏe tốt để chống chọi với dịch COVID. Tôi dịch. Rồi, giải nhất dành cho nhà ngáo như đã hứa. Cảm ơn. Giải nhì là Hòa Thương. Yeah. Yeah, cũng giải ba là ai ta? Em. Em hả? Đây. Rồi ok. Yeah. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.